Kinh văn nhất giả thị nhân kiến bản vô nhân hà dĩ cố thị nhân ký đắc, sanh cơ toàn phá thừa vu nhãn căn bát bách công đức kiến bát vạn kiếp sở hữu chúng sanh nghiệp lưu lan hoàn tử thử sanh bỉ kỳ kiến chúng sanh luân hồi kỳ xứ bát vạn kiếp ngoại minh vô sở quán việt dịch một là người ấy thấy các gốc không có nhân vì sao? vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế của sự sinh ra nhờ tám trăm công đức của nhãn căn thấy được toàn bộ chúng sanh theo vòng nghiệp báo mà xoay vần trong tám vạn kiếp chết nơi này sanh nơi kia thấy chúng sanh luân hồi trong đó nhưng ngoài tám mươi ngàn kiếp thì không biết được gì giảng luận điểm trước tiên của thuyết vô nhân là hành giả thấy được nguồn gốc của sự sống vốn không có nhân một là người ấy thấy cái gốc không có nhân hành giả thấy rằng nơi nguồn gốc của toàn thể vạn vật chẳng có một nguyên nhân nào khiến một người thành người vì sao vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế của sự sinh ra nghĩa là anh ta đã cắt đứt được tưởng ấm còn hành ấm thì như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước sau khi hành giả tiêu tiêu dung được tưởng ấm rồi là đã chuyển hóa được toàn bộ cơ chế của sinh diệt, có nghĩa là cơ chế sinh khởi vọng tưởng đã được chuyển hóa và hành giả không còn vọng tưởng nữa, trong đoạn kinh văn trước đã nhắc đến người sẽ không còn mộng nữa khi tiêu dung được tưởng ấm, vì đã chuyển hóa được cơ chế sinh khởi vọng tưởng Nhờ 800 công đức của nhãn căn thấy được toàn bộ chúng sanh, theo vòng nghiệp báo mà xoay vần trong 8 vạn kiếp, chết nơi này, sanh nơi kia. Mặc dù mỗi căn có khả năng 1.200 công đức, riêng cái dụng của nhãn căn không có năng được toàn diện nên chỉ có 800 công đức. Một khi hành giả vượt qua được tưởng ấm, anh ta có thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra trong phạm vi 8 vạn kiếp anh ta có thể thấy chúng sanh chết nơi này sanh nơi kia thấy chúng sanh luân hồi trong đó dòng nghiệp tạo nên bởi chúng sanh trong thế gian này có thể ví như dòng nước hoặc như mặt biển anh ta có thể thấy được toàn bộ chúng sinh xoay vần trong dòng chảy đó trong thời gian tám vạn đại kiếp chết nơi này sinh nơi kia đời này kế tiếp đời sau thấy chúng sanh luân hồi trong đó nhưng ngoài tám mươi ngàn đại kiếp thì không biết gì nhưng ngoài tám vạn đại kiếp, những biến cố, sự kiện xảy ra trong khoảng ấy thì không biết được gì. Kinh văn. Tiện tác thị giải thử đẳng thế gian thập phương chúng sanh bát vạn kiếp lai vô nhân tự hữu. Việt dịch. Do vậy hành giả có kiến giải rằng những loại chúng sanh trong mười phương thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại hiện hữu mà không có nguyên nhân rằng do vậy, vì hành giả không nhìn thấy được những sự kiện xảy ra trong hơn 8 vạn đại kiếp trở lại nên có kiến giải những loại chúng sanh trong mười phương thế giới này từ 8 vạn kiếp trở lại thành chúng sanh mà không có nguyên nhân, tự nó làm chúng sanh không có nhân duyên nào cả, tất cả đều tình cờ ngẫu nhiên mà sanh ra. Kinh văn do thử kế độ vong tránh biến chi đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh việt dịch do sự suy đoán này nên mất tránh biến chi bị lạc vào ngoại đạo trở nên mê lầm tánh bồ đề rằng do sự suy đoán này sự phỏng đoán ấy đã lạc đường là hướng ra bên ngoài mà suy lường nên hành giả đánh mất tránh biến chi lạc vào hàng ngoại đạo theo hàng ngoại đạo tà giáo trở nên mê lầm tánh bồ đề là tánh giác ngộ sáng suốt từ bản tâm